lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa giả sử trải qua hàng hà sa số đại kiếp duyên khắp thiện căn công đức của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử ở quá khứ vị lai hiện tại Hòa hợp tùy hỷ vì khắp tất cả hữu tình, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này thiện hiện theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng, thiện hiện đáp bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số vô lượng vô biên. Phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát nương vào lời dạy của bát nhã ba la mật đa mà an trụ trải qua một ngày một đêm duyên khắp thiện căn công đức của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử ở quá khứ vị lai hiện tại hòa hợp tùy hỷ vì khắp tất cả hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều vì sao này thiện hiện vì tất cả thiện căn công đức mà tùy hỷ hồi hướng đều lấy bát nhã ba la mật đa sâu xa làm đầu. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại bồ tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đối với các thiện căn hòa hợp tùy hỷ vì khắp tất cả hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn như lời phật dạy thì phân biệt việc làm đều chẳng phải thật có thì vì nhân duyên gì mà các đại bồ tát ấy được phước vô số vô lượng vô biên Bạch Thế Tôn, phân biệt việc làm chẳng có thể phát khởi chánh kiến chân thật, chẳng có thể hướng vào tránh tánh ly xanh, chẳng có thể đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, cũng chẳng có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, phân biệt việc làm, chẳng có thể phát khởi tránh kiến chân thật, chẳng có thể hướng vào tránh tánh ly xanh, chẳng có thể đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, cũng chẳng có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật này thiện hiện các đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì biết tất cả các loại phân biệt việc làm là không không có sở hữu hư vọng chẳng thật vì sao này thiện hiện vì các đại bồ tát khéo học pháp không nội khéo học pháp không ngoại khéo học nội pháp không ngoại, khéo học pháp không không, khéo học pháp không lớn, khéo học pháp không thắng nghĩa, khéo học pháp không hữu vi, khéo học pháp không vô vi, khéo học pháp không rốt giáo, khéo học pháp không không biên giới, khéo học pháp không khéo học pháp không không đổi khác khéo học pháp không bản tánh khéo học pháp không tự tướng khéo học pháp không cộng tướng khéo học pháp không tất cả pháp khéo học pháp không chẳng thể nắm bắt được khéo học pháp không không tánh khéo học pháp không tự tánh khéo học pháp không không tánh tự tánh